Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại chai xịt long tam. Xuất tính sớm là căn bệnh phổ biến đang có sự gia tăng nhanh chóng ở nam giới. Với sự xuất hiện của chai xịt long tam kéo dài thời gian quan hệ, điều trị xuất tinh sớm đang được đông đảo nam giới lựa chọn. Vì vậy, bài viết dưới đây của blog trị bệnh sẽ chia sẻ với các bạn thông tin chi tiết về sản phẩm này. Nguồn gốc của chai xịt long tam. Xịt long tam được biết đến như một giải pháp hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới, đặc biệt là tình trạng dương vật khó cương cứng, xuất tinh sớm, do được bào chế bởi các thành phần thảo dược quý hiếm trong tự nhiên. An toàn và lành tính nên đây là sản phẩm được rất nhiều phái mạnh tin dùng để lấy lại phong độ trong cuộc yêu. Từ đó, nam giới luôn cảm thấy dương vật dược kích thích, tạo cảm giác hưng phấn và bản lĩnh mạnh mẽ. Chai xịt long tam được nghiên cứu và sản xuất tại Thái Lan. Thành phần của chai xịt long tam. Một điều quan trọng tạo nên sự thành công của chai xịt long tam chính là nhờ các thành phần thảo dược thiên nhiên, an toàn với sức khỏe người dùng, như dầu cây oải hương, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, ngăn chặn quá trình oxy hóa và làm giảm tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, stress, dầu khuynh diệp, kháng khuẩn, chống viêm nhiễm hiệu quả, có tác dụng làm hệ hô hấp trở nên dễ chịu thông thoáng, giảm nhanh chóng các cơn đau nhức tinh dầu bạc hà, cải thiện hiệu quả tình trạng thiếu tập trung, thiếu năng lượng, mệt mỏi, hỗ trợ giảm đau cơ, khớp và là thành phần hỗ trợ cải thiện xuất tinh sớm ở nam giới rất tốt. Ngoài ra, còn chứa lidocaine là hợp chất gây tê, có tác dụng kéo dài thời gian quan hệ và làm giảm triệu chứng xuất tinh sớm. Công dụng của chai xịt long tam, nhờ các thành phần tự nhiên có tác dụng tốt trong việc cải thiện chức năng sinh lý nam giới. Các công dụng hiệu quả mà sản phẩm chai xịt long tam mang lại như hợp chất gây tê giúp nam giới kiềm chế cảm xúc tốt nhất, giảm kích thích quá độ của dương vật, hỗ trợ nam giới giải quyết nhanh chóng các vấn đề như xuất tinh sớm, giúp nam giới cải thiện sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, đem lại cảm giác hưng phấn, kích thích tạo khoái cảm, phong độ đỉnh cao trong cuộc yêu, cải thiện chất lượng cuộc yêu, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi do làm việc quá sức, lao lực trí óc, tăng cường sự tập trung. Đối tượng sử dụng chai xịt long tam. Những đối tượng sau đây được khuyến khích sử dụng chai xịt long tam. Nam giới đang gặp các vấn đề như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, dương vật khó cương cứng. Nam giới có nhu cầu muốn tăng kích thước dương vật, kéo dài thời gian quan hệ. Nam giới đang cần một sản phẩm hỗ trợ kéo dài cuộc yêu, kích thích khoái cảm và sự hưng phấn. Cách dùng chai xịt long tam. Để sử dụng chai xịt long tam hiệu quả nhất, các bạn nên sử dụng sản phẩm theo chỉ định sau đây. Để kích thích dương vật trước khi quan hệ, 5-10 phút các bạn sử dụng chai xịt từ 1-2 lần vào đầu dương vật. Nếu quan hệ bằng miệng, cần xịt trước 15 phút và rửa sạch lại với nước. Không nên sử dụng chai xịt long tam quá 3 lần trong một ngày. Sử dụng chai xịt long tam đúng cách đem lại hiệu quả cao. Đặt mua, chống chỉ định, không sử dụng sản phẩm lên các vết thương hở, không sử dụng cho phụ nữ mang thai, không sử dụng cho những người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của chai xịt. Chai xịt long tam có tốt không? Đây là câu hỏi nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Vì vậy, đội ngũ chăm sóc sức khỏe của blog trị bệnh đã tìm hiểu rất kỹ về sản phẩm. Qua đó thấy được rằng, sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại của Thái Lan và được sử dụng phổ biến trên thị trường thế giới. Các thành phần có trong sản phẩm đem lại sự an toàn, thoải mái cho người dùng. Sản phẩm không hề gây ra các tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thiết kế chai xịt bắt mắt, tiện lợi, dễ dàng bách theo và sử dụng sau 5 phút xịt sản phẩm. Hầu hết nam giới đều cảm nhận được tác động của sản phẩm và cảm thấy rất hài lòng. Chai xịt long tam giá bao nhiêu, mua ở đâu? Sản phẩm chai xịt long tam hiện đang được bán rộng rãi trên thị trường với mức giá rất rẻ, chỉ từ 75.000 đồng Việt Nam, 120.000 đồng Việt Nam. Do sản phẩm có hiệu quả ngay từ lần đầu tiên sử dụng nên được rất nhiều nam giới tin tưởng và lựa chọn. Tuy nhiên, để mua được sản phẩm với chất lượng tốt nhất, các bạn nên mua tại các cửa hàng thuốc tân dược uy tín hoặc đặt mua tại các trang bán hàng online được chứng nhận rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ. Chai xịt long tam có tác dụng rất hiệu quả trong việc điều trị các căn bệnh liên quan đến xuất tinh sớm, kéo dài thời gian quan hệ. Do đó, việc nắm bắt mọi thông tin chi tiết về sản phẩm qua bài viết trên đây sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.